Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào toàn thể các bác. Hiện tại thì em lại đang tiếp hàng một con sản phẩm Omni 506 đi cho một bác khách hàng đến từ Triều Khúc, Hà Nội. Với những mẫu sản phẩm Omni 506 lần này, bên em tiếp tục lên sóng cho các bác nhé. Omni 506 lần này thì vẫn có những cái mức giá nó cực kỳ là hợp lý và ưu đãi gửi đến cho các bác này. Mức giá của nó thì đã tăng nhẹ hơn so với trước một chút rồi, nên là các bác nào mà đang muốn tham khảo về Omni này nhé thì các bác thông cảm nhé. Bởi vì Omni 506 thì giá cả nó tăng lên quá cao, là bắt buộc phải để giá cao đến các bác ạ. Đấy. Omni 506 thì hiện tại em vẫn đang giữ giá là 4 triệu đồng giá chưa ship coi nhé. Đấy, giá 4 triệu đồng tại cửa hàng chưa ship. 506 này thì vẫn là một trong những mẫu sản phẩm âm thanh đưa ra cái chất lượng âm thanh rất là tốt, rất là hay. Chạy IC 50195 và chạy 8 sò xăng Ken các bác nhé. Đấy, đánh công suất thì rất là khỏe, rất là lực. Omni 506 hàng của Trung Quốc thì các bác biết rồi, đặc biệt là những dòng mẫu sản phẩm xăng Ken thì chất lượng âm thanh và chất lượng mic của nó thì đã tốt hơn rất là nhiều so với dòng tô rồi, đúng không ạ? Đấy, có thể là đánh tiếng loa khỏe hơn này, tiếng căng hơn này và bền hơn rất là nhiều so với những dòng sò tô đấy quá nhá. Đấy, nên là mẫu sản phẩm này thì bao giờ cũng sẽ cao giá hơn sò xăng Ken, cao giá hơn sò tô. Đấy, và mẫu sản phẩm xăng Ken lần này của anh em thì nó mới lên đến tận 90% các anh nhá, nhìn rất là đẹp luôn. Ở mẫu sản phẩm Omni 506 lần này thì toàn những con tuyển chọn về để cho tất cả mọi người và cho các bác có thể lựa chọn để chơi các nhá, nên là các bác cực kỳ là đẹp. Đấy, các bác nào thích trưng bày, thích đẹp này, hình thức mới này và ngon nguyên zin thì bác có thể là chơi con sản phẩm Omni 506 này nha. Ở đây hiện tại thì em vẫn đang có những cái mẫu sản phẩm Omni 506 em đã tháo nội thất rồi các nhá. Đây, nội thất của bên trong của nó này không khác gì một mẫu sản phẩm hàng của Hàn Quốc, đúng không ạ? Chạy IC 50195, chạy sò xăng Ken và tất cả mọi thứ thì đều cắt góc đế đỏ với nhá. Đấy, đều có dấu hiệu của một trong những mẫu sản phẩm hàng cao cấp, nên là các bác rất là yên tâm sử dụng. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị công tác test hàng cho bác Đức nhá, đến từ Hoài Đức, Hà Nội. Bác đến từ Triều Khúc quá nhá. Xin lỗi các bác. Bây giờ thì sẽ tiến hành test qua chất lượng âm thanh của con Omni 506. Có hay đeo tai nghe rồi nhá. Nói chung là Omni 506 thì vẫn là một trong những cái mẫu sản phẩm đưa ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ là hay, đúng không ạ? Những dòng xăng Ken này thì sẽ rất là phù hợp đánh với những đôi loa Bass 30 hoặc Bass 25 các anh nhé. Này, hiện tại thì em đang chạy một đôi Bass 25 của JBL K512, rất là hay luôn. Một bộ combo sản phẩm cũng khá là rẻ tiền các anh nhé. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 7 triệu một chút, hơn 8 triệu một chút thôi các anh nhé. Đấy, mẫu sản phẩm Omni 506 cộng với đó là K512, 8 triệu 100 nghìn đồng. Đấy, bác nào mà đang quan tâm thì liên hệ ngay cho em nhé.